Tôi đã dành 365 ngày để xây dựng bang hội đấu sĩ mạnh nhất. Cụ thể, trò chơi có tên là Gladiator Guild Manager, nơi chúng ta được trở thành một chủ bang hội. Và công việc của ta là tuyển chọn những đấu sĩ mạnh mẽ để tham gia đấu trường kiếm tiền tại vùng đất thần bí. Trong phần trước, chúng ta đã tập hợp được những vai trò chủ chốt của bang hội. Thì trong phần cuối này, bang hội chúng ta sẽ được mở rộng quy mô một cách toàn diện để từ đó đạt được vị trí số 1 tại vùng đất thần bí, mở ra cái kết cuối cùng của trò chơi. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tương tự. Giờ thế cùng bắt đầu hành trình. Đây này, cần 80 đá và 80 gỗ để nâng cái nhà tộc hệ này lên cấp cuối này, vì mình có 20 quyển sách rồi. 5 đá. Rồi. Nâng nhà tộc hệ này lên. Đấy, nhà này cấp cuối rồi. Thì bây giờ tộc hệ sẽ được nâng lên cấp cuối ạ. Sự kiện thứ nhất là giảm giá đồ. Cái mũ cấp 12 này 5 strength và 1520 máu giảm 60%. Khá chắc là mua. Cái này 15 intel và 400 máu giảm 40%. Wow. Rồi, có cái này áo choàng 550 stamina và 6 intel. Cái áo này giảm 45%, còn có 290 mấy tiền. Cục đá này giảm 45% này, 14 intel, 14 agi này. Hết mẹ tiền luôn. Ở đây, wow. Bây giờ là mình mạnh điên. Đây là các bạn thấy đồ tôi toàn đồ ghẻ lở này. Cấp 7 này, cấp 4 này, cấp 6 này. Cái áo này là 550 stamina, 6 intel, đồ cấp 14 này. Đồ cấp 9 này, 12 intel, 6 agi này. Con này lên cả một đống intel luôn này. 15 intel, 400 máu này. 150 intel, được chưa ạ? Thấy cái chat nói là nếu con này đeo cái cổ vật đòn đánh lan sẽ đóng băng kẻ địch thì là cũng có tác dụng luôn. Đeo cho nó cái mũ lấy sơ trang nữa là rất là trâu luôn. 8.000 máu. Quà tặng từ công tước, một cái giáp 1.600 máu giá 365 tiền, hay là một cái diều chiến 26 sơ trang 4 agi 4 intel giá trị 385 tiền, hay là một cái con dao găm bạc 28 agi và 4 intel. Diều chiến này giá trị cao nhất rồi các bạn. Rồi, thế là con này bây giờ có thể bỏ cái dao găm đi, cầm cuộn dìu vào. Ui, nhìn này, lên hơn 100 đa mổ luôn mà. Trong vài tuần vừa qua chúng tôi đã gặp rất nhiều cái nhóm gọi là xác sống. Gặp trên đỉnh núi Hollow, một tấn công thành phố, có vẻ mọi thứ không ổn, cần phải tìm hiểu xem chuyện gì sẽ đang xảy ra. À, có vẻ cái này là từ bọn undead của bọn Necromancer đấy các bạn ạ. Tức là mình đánh là mình sẽ mất đi độ thiện cảm đấy, nhưng bù lại mình được một cái trượng rất là ngon, 20 intel. Alo, từ từ á, mình đánh đấu trường này các bạn. Nhiều đánh một, ok. Một kỵ sĩ cấp 75 đánh một phát gây 2.000 sát thương, chặn đòn đánh thường, đạn đạo hoặc hiệu ứng, giá trị 2.185, chặn 2.000 đam, cooldown có 0.15, nghĩa là gần như nó chặn vững cửu luôn à. Ui, nó chém một phát kìa. Không, nhưng mà mình có đánh ngã. Mình búp máu với đánh ngã. Hiệu ứng liên tục vào người nó mà. Đó đấy, cấp 75 nhưng thằng này không có đam. Thì đánh bọn undead này trông có vẻ ghê đấy. Bọn undead này có một con này là gì đấy? Pháp sư ngư xương, Skeleton Mage. Có búp khiên băng. Tôi thấy cái team kiểu hai búp có vẻ mạnh lắm. Thậm chí con búp phụ này có dòng nội tại là búp 8% kinh nghiệm cho những con khác. Cái con này nó đang cầm cái đồ là hiệu ứng diện rộng sẽ đóng băng kẻ địch trong 1.25 giây để xem nó có tác dụng không. Có. Wow. Ô thôi xong rồi, thằng kia nó chạy ra sau rồi. À, úp khiên cứu chấm. What, con này của mình sao trâu vậy. Trời ơi, không ai chết cả, bởi mình mạnh quá. Tôi bảo rồi mà, chính xác tôi đánh giá sai rồi. Lần đầu chơi mình phải chơi ngay chế độ châu Á. Làm tốt lắm, bây giờ anh biết chúng ta phải đối đầu với cái gì rồi. Không phải là thông thường mà là mấy bọn sắc sống đến từ gọi là màn xương Crimson. Có vẻ có chuyện gì đấy. Từ từ nhá, mình sẽ lấy cái trượng này này. Trượng này ngon này. Hình như là phải lấy sắt. Cường hóa vũ khí là cũng tốn sắt. Phải lấy sắt đi, 30 sắt. Có sự kiện gì nữa đây? Hey, remember that bomb boy who's... Ây à, thổ ăn cứt rồi. Có nhớ gia đình của nông trại lần trước mà mình đến mình giết cả nhà nó để bắt nó đi không? Có. Well, he's here. Giờ nó đến trả thù. Mình mặc dù đã thương lượng với nó rồi, nếu mình trả tiền
thì nó sẽ để yên cho chúng ta và rời đi. Thằng bé đấy bây giờ nó trở thành một con necromancer cấp 48. Má, mình báo ứng rồi. Tôi cũng không có tiền mà để mà thương lượng mà các bạn. Đánh thôi. Chắc là vẫn đánh được ấy. Tầm này team mình mạnh mà. Đóng băng là có pháp sư. Mày chạy. Pháp sư này mày đến trả thù à? Này thì trả thù. Đấy, nó thành quân của mình rồi. Trời ơi, crit phát 5.000 đam. Còn tìm được thêm ít tiền ở người thằng bé này. Nhưng mà trước mình tìm thấy nó chỉ là một thằng bé thôi mà. Mới có mấy tháng sao trông nó đã già như vậy. Nghĩa là phép thuật bóng tối cho ta trường thọ. Tuy nhiên nó cũng có một cái giá phải trả. Cho nên là một thằng nhóc biến thành một ông già chỉ sau 12 năm ạ. Sau rồi sống 200 năm như vậy à. À, chỉ cần có tinh thể mana là có thể gia hạn sự sống. Mà thằng bé này nó kiểu như là thành thạo ma thuật hắc ám cực kỳ nhanh luôn ấy. Nên tất nhiên là cơ thể của nó sẽ bị hậu quả là già nua rồi ấy. Cái này nội tại gì đấy? Tăng 3% máu, giảm tốc độ di chuyển. Khởi đầu có thêm 40% máu. Nhưng mà giao tranh mất 60% máu. Cái con này tanh kinh thế nhờ. Mày mới cấp 8 mà đã 6.000 máu rồi này. Con này đeo đủ các thể loại đồ vào nhá. Mà mới có 9.300 máu các bạn ạ. Mua đi, nội tại này quá ngon rồi. Khó mà kiếm được con nào nội tại ngon hơn. Đây, thằng này đến đưa cho mình cái tiền từ ngôi đền cổ. Thêm 300 tiền. Trả lương bây giờ mất hơn 200 tiền, gần 300 tiền một tháng rồi nhá. Là lần đi săn cuối cùng của bọn thú có sừng. Cảm giác đội hình bất tử quá. Nhìn đánh khoái không mất máu luôn mà. Khó mà làm gì được. Đánh trước làm bố không các bạn? Sợ gì? Ây da, chọc cũng đau. Một đập. Ui. Ui, con giáo này khỏe vai. Nó chọc đẩy lui liên tục. Khó nhờ. Áo choàng là ăn à? Không bách được các bạn ạ. Hồi sinh lại cái mất 3 luôn này. Con này có nội tại gì của ấy ngon nhờ? À, không bị ngã hoặc tráng. Không bị ngã choáng hoặc hoảng sợ luôn. Học đi, không bị ngã đi. Ui, ui, nó còn có một con berserker cấp độ 30. Chém một phát 2k8. Đánh nào. Này con này sẽ đóng băng này. Đấy các bạn thấy không. Ui nó quay ra nó focus vào con ấy của mình luôn. Chết luôn này. Dã man. Đó. Ui mẹ tàng hình. Áo choàng tàng hình đấy vẫn không đủ để bảo vệ các bạn. Ui, nó chém con tanh của mình như con, thua rồi. Có lẽ chúng ta chưa thua một trận nào trong giải đấu, nhưng mà trận này chúng ta sẽ phải thua rồi. Chết hết rồi còn đâu. Mẹ, con chiến binh cấp 30 nó chém cho kìa. Dạ màn. Đây nhá, hai con cấp 30 luôn nhá. Nhưng mà tôi khá chắc là mình có thể ăn được. À, chém một phát chết luôn không? Hai phát mới chết. Nó vẫn triệu hồi được luôn kìa. Mẹ con của mình không bị CC đấy. Nhưng mà không thể bước vào để chém được kìa. Ui. Rồi chém được rồi. À mẹ ác. Không nhưng mà chỉ cần nó không có con berserker cấp cao này này. Là mình vẫn đánh được các bạn ạ. Đánh cả giao tranh dễ luôn ấy chứ. Hiện tại chưa tìm ra một cái build, một con nào mạnh hơn cái con berserker đâu các bạn. Con cuồng chiến khỏe vãi đấy, không chết một ai luôn. Lại cái đội quân lúc nãy này. Con này level 30 có đồ này. Một bổ 2k7 này. Hay là đổi chiến thuật. Để tất cả đội hình team mình focus hết vào con này. May ra thì may ra. Berserker trước nhá, xem có dồn được không nhá. Mẹ thằng này còn miễn CC cơ. Đây là, đánh được cái là mình đánh nó thì nó có bị CC đấy các bạn. Này tôi bảo rồi mà, đánh nó khó lắm. Đấy chí mạng một cái kìa. Chí mạng một cái nữa hay quá. Rồi mình hồi sinh được con berserker của nó rồi. Con berserker của mình khỏe cơ, chí mạng điên vãi. Bây giờ mình cần một con chaser, tức là một con để
chạy ra hàng sau thật là nhanh, thiên về tốc độ di chuyển ấy. Thắng rồi. Wow. Vẫn mở được quà đồ gì đây ạ? Sát thương vào kẻ địch bị nguyền rủa tăng lên 70%. Nếu là sát thương diện rộng thì yếu hơn 40% là tăng có 30%. Sát thương vào kẻ địch bị nguyền rủa là bây giờ mình cần hiệu ứng nguyền à? Pháp sư bóng tối này không phải là nguyền đâu bạn. À đâu, đúng rồi đây này, nguyền kẻ địch này. Nguyền là xuống 30% máu chết luôn. Mà cái nguyền này là nguyền có một con, không được dùng vào boss. Một chiêu của nó nữa là gây sát thương vào tầm diện rộng, kéo bọn chúng vào là làm hất ngã. À, bây giờ mình mới có 6 quận sách này, nhưng mà phải để học nội tại đã nhờ. Có nội tại mới này, 40% đi theo nhưng mà mất đi 40% máu. Cái nội tại này nghe có vẻ mạnh à? À, nếu ít stamina hơn 45% thì được tăng đến 200% intel, nghe kinh dị thật. Thử nhá, thử lấy cái này nhá. Học này mất 3 quận sách cơ. Không biết có mạnh không. Những người thợ mỏ của chúng tôi đã bị tấn công bởi một con nhện băng khổng lồ. Tôi cần sự trợ giúp của bạn ngay lập tức. Tất cả hoạt động khu mỏ đã bị đình trệ lại bởi một con nhện băng cấp 126 ạ. Đánh một phát là 2000 sát thương. Bắn đạn xuyên gây 600 đam. Nó còn triệu hồi nhện nhỏ nữa cơ. Nó là boss là nó không thể bị khống chế. Đại chiến siêu boss. Ui thổi đau thế. Quên mất công trình ưu tiên vào con nhện rồi. Và đi đánh mấy con nhỏ này chết. Các bạn là quân mình có hai heal ấy, xong có cặp nữa nên là cảm giác là không cần không sợ boss lắm. Nãy giờ đánh mà đánh solo nhiều, đánh một là mình auto thắng mà, nên là tôi không ăn thuốc gì cả. Đấy, đánh xong nhện băng luôn rồi. Dễ. Nó không tin được là mình đã tìm được những đấu sĩ này quá đỉnh cao. Bây giờ mình sẽ được một cái dây chuyền hồi 6% máu tối đa mỗi 4 giây, gấp đôi trong cái vùng xương Crimson. Cái dây chuyền này á, hồi 6% máu á, cho con này này, con này đã 10.900 máu rồi, nó đã nhiều máu hơn cái con này rồi các bạn. Giờ con này sẽ là con tank chính của mình. Bắt đầu đổi đồ qua. Kiểu như là con này cầm mấy cái đồ máu. Kiểu thế này 12.000 máu, sao con này cầm hai cái đồ CC và tank CC ngon hơn đấy. Bên quý tộc gửi một trong những chiến binh tốt nhất của họ tham gia vào bang hội của chúng ta. Đây là gửi cho mình một cái súng máy à. Ui, con nào cũng có 2-3 nội tại này. Saman chưa. Con này là kéo kẻ địch vào với 200 đam, hất chúng lên. Con này là kiểu sự hỗ trợ à, khống chế à. Búp kinh nghiệm 18%, tăng sượt trang. Con này chỉ có đúng một chiêu kéo ấy. Cái súng máy này sao bắn 10 viên đạn, mỗi viên gây 62 sát thương với tỷ lệ chính xác 70%. Cái súng máy này có tầm vô hạn luôn cơ. Được 12,5% strength với mỗi đấu sĩ ở xung quanh. Tầm 3. Stamina hồi nhanh hơn. Stamina mất có 64. Con này chả bao giờ hết stamina. Con này nội tại bị phế. Đây, mua thử khẩu súng nghe nhá. Súng này được cái là bạn sẽ gắn cho nó 3 đồ strength đứng đằng sau lưng được. Đây, được giảm giá tướng này. Đây này, con này được giảm 40% này. Ủa, con này có phải con 3 nội tại nãy mình thích không nhờ? Đúng rồi này. Giảm 40% là còn 800 tiền. Mua nhá, 800. Tôi đã tìm thấy cái hang động mà là nguồn xuất phát của bọn sắc sống. Tuy nhiên nó được bảo vệ bởi một con người tuyết sắc sống cấp 109, 43.000 máu, quánh phát 2.000 đam, hấp thụ 80% sát thương từ tất cả các nguồn. Đây, cho 6 năm cầm cái này 26 sợi trang luôn nhá. Bắn 10 viên đạn, mỗi viên đạn 100 đam, tức là bắn được có 1.000 đam trong 2 giây, cũng bình thường mà nè. Nội tại của 6 năm là được tăng sờ treo theo những con đứng xung quanh, nó phải đứng xung quanh nhiều con. Đánh. Nó chọn là tanh của mình là trâu. Đâu, 6 năm nào. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Rồi. Chống chán chưa? Tôi khá chắc là đam bé tí. Mẹ cái chat toàn lừa thôi. Mẹ nó còn tự đi ra đây có 100 sật trang, 150 mấy sật trang, hai cái nội tại phế điên. Trò này ấy, quân mạnh hay yếu nó do cái nội tại.
Khi các bạn lấy một cái quân mà nội tại phế như này, những cái thanh stamina của nó này, lúc nào đầy nguyên thì làm sao nó mạnh. Chơi trò này nó hay ở chỗ khi các bạn chơi, các bạn ra một con nội tại đẹp, các bạn sẽ thấy nó rất là bánh cuốn. Nào, 6 nong chan đâu, được hẳn 6.000 cơ mà, đam bằng con tanh cơ mà. Bây giờ xem là thứ gì ở trong hang động. Mình được một cái sách khiên bất tử, tức là được một lớp khiên tồn tại 6 giây. Trong 6 giây hấp thụ tất cả sát thương trong giai đoạn này. Bóp giảm đam đạn à? Chỉ giảm bắn xa thôi thì ok, nếu mà thế thì mạnh. Thì có nghĩa là con đấy sẽ gây được khoảng mấy chục nghìn đam đúng không? Nhà tanh của mình cấp độ cũng cao này. Các pháp sư của tôi đã tìm thấy một giống loài lạ ở trên ngọn núi Hollow. Một xác chết kỳ lạ đang mong chờ được hồi sinh trở lại. À, nhưng mà nó ở trong khu vực của bọn thú có sừng. Bọn chúng liên tục gọi là phá hoại cái việc thực hiện nghi lễ, nên là anh phải dọn dẹp bọn chúng. Ok. Bạn súng máy chan được bao nhiêu? 10.600 cơ à? Súng máy chan đắt ác quỷ luôn đấy nhá. Đây, tôi sẽ để cho súng máy chan một cơ hội nữa. Giao tranh này mà súng máy chan đam thấp nhất team thì các bạn tự hiểu nhá. Đánh được có 4 con thôi mà. Trời ơi, nhìn súng máy chan bắn này. Hụt, con mẹ hết 52 đam. Ôi ôi, ui ôi, súng máy chan. Yeah. Đây, để xem mấy con này có nội tại chặn cái gì không nhá. Không có nội tại gì chặn đâu nhá. Ôi, 50. Ui. Ui, bắn quýnh quá. Chẳng thì súng máy chan với chúng tôi. Ui trời. Được chưa ạ? Xem top DPS của chúng ta, súng máy chan nằm ở đâu ạ? Ôi, thật 3.000 đam. Wow. Nào, đi đấu trường nào. 1-1. Cấp 24. Giá man này là 1-1. Ai ăn được cái thằng này? Cấp 24, 7.300 máu. Đánh kẻ địch gây 500 sát thương. Đánh phát gây 2.000 sát thương. Nhưng chỉ có thể dùng một lần duy nhất nếu kẻ địch có ít hơn 40% máu, tức là kết liễu à. Đây là bỏ qua 30% sát thương. Mặc cái áo bất tử này vào, xong mình có thể nâng nó lên không? À, cần phải workshop cấp 2 à. Đánh đi. Một chém này. Đạp chém này. Khiên này chặn được 2 phát. Ui, mình mạnh vãi. Thua cấp mà mình chém nữa kìa. Chém như con luôn. À, tao biết mà, một tên tử linh sư đang triệu hồi chúng. Đây là nhiệm vụ xác sống từ trên núi số 4. Cần giết hắn và những con xác sống ấy. Giết nó sẽ được một cái mũ là mỗi khi con tướng đấy nhận sát thương thì cho 2,5% sức mạnh à. Kinh nhờ, cái mấy cái đồ này kiểu 1 cân 9 ấy. Ủa chà. Giết thằng Necro trước à, đi. À, pháp sư băng khó chịu thật chứ. Chưa có ai chết cả nên con này phế à. Một đập chết luôn này. Xong nó về phe mình luôn. 1-1. Mẹ thằng này đi đánh ai đấy. Mày đánh ai đấy. Khó, tanh mình trâu quá. Mấy con người tuyết này có làm được gì đâu. Trò này thế như kiểu câu chuyện ấy. Các bạn biết đối phương là gì, các bạn nhảy vào chém chết nó trước đúng không? Đập đau ấy chứ, đập bổ phát nửa máu luôn mà. Nhưng cũng khó. Khó mà làm gì được khi có tận 2 búp. Nhờn. Tôi khá chắc là chẳng cần reset chỉ số nữa mà. Tại vì mình không bui súng nữa mà. Rồi, nâng được đồ cấp cao hơn. Ô, cái trượng này nhá, cái trượng này ngon mà. Cái mũ này thì không ngon lắm, nhưng cái giáp này 1.600 máu với 300 stamina thì có phải ngon. À, mất 400 tiền cơ à, ôi. Chính ra thì phải bán anh súng này thôi, không anh súng mẹ cứ đốt tiền của tôi à. Đây, giải đấu hoàng gia rồi đây. Giao tranh đầu tiên là toàn là sói à. Con này nổ là gì đấy? Tự nổ gây 2.000 sát thương và làm kẻ địch bị đốt. Có vẻ tự nổ không phải là thứ quá đáng sợ. Vì tanh của mình rất trâu. Ui dồi ôi, mấy con tự nổ làm được gì đâu. Mình có áo bất tử mà. Tanh của mình thì trâu quá các bạn. Đâu xem này. Mẹ, các bạn nhìn đi. Mẹ nó vẫn gọi cọc như điên đây này.
Đây là con kéo à? Không biết nó kéo được tới đâu ta. Chưa bao giờ gặp con kéo này luôn. Nó kéo con nào ấy? Nó kéo con đằng sau luôn á. Khó chịu vậy. Quá! Trời ơi. Ui rồi ôi, nó kéo con từ sau cùng luôn nha. Đấy, nãy lấy con kéo này thì mạnh điên. Nó kéo ba con thằng đằng sau chết cả ba luôn này. Thay vì kéo chan, chúng ta có 6 nòng chan. Hai con này là Stormbringer là đập vào giao tranh có tàng hình. Ưu tiên của mình phải là con kéo chan. Mày phải chết trước, trời ơi. Mình phải đưa áo tàng hình cho con pháp sư mạnh nhất của mình. Nó kéo theo chỉ định à? Đúng rồi, theo tôi hiểu nó cũng kéo theo chỉ định. Chưa chắc nó đã kéo xa nhất đúng không bạn? Đây, bây giờ tôi test thử cho bạn biết ngay. Hôm nay để một con này đi, để con Necro đi, con Necro cũng không quan trọng mà. Nó vừa kéo con nào ấy? Vậy hai con chó kia tạo tàng hình giết cả hàng sau luôn rồi. Check chiêu xem mà chiêu chỉ ghi là kéo thôi các bạn. À mày vẫn thắng này. Mô tội chết cả đội hình luôn. À bắn lửa ghê vãi nổi thế. Mình biết con nào đứng ở đâu mà. Ôi thôi xong rồi. Trận cuối thua chắc rồi. Ôi trận này đã thua luôn rồi. Surrender. Bắt đầu khó. Tăng 40% agility nhưng mà khởi đầu với ít hơn 50% thể lực. Chưa có nào dùng cái đồ này. Khó nhờ. Đấy, nếu đoạn này bắt đầu đuối đấy. Nếu mà không có cái khu chợ giảm giá đồ là đuối mà. Chưa kể là đấy đoạn này đấy bị phí mất súng máy chan ấy, bán thôi. Một đối tác rất quan trọng của tôi từ hội đồng tối cao sẽ đến Deadwood. Tôi muốn giải trí anh ấy với một vài đấu sĩ của anh trong đấu trường vĩ đại. Phi giáo kinh phết à. Chết mấy con phi giáo là được rồi, mấy con còn lại làm việc đâu. Đó, nhưng mà trò này nhiều cái, trò này sâu lắm à. Đấy, đối tác của tôi rất hài lòng, chúng ta sẽ liên lạc sau. Đồ giảm giá đây. Hỏa ngọc giảm có 600, mua đi. Trượng này giảm 50%, mua. Cái mũ này là nhiều stamina nhưng mà hơi ít máu. Nhưng mà chắc vẫn phải mua. Cái này rẻ quá nhỉ, thôi cứ mua đi. Sau tính sau. Đây này, nó sẽ ra mấy đồ mới này. Thì nó có khác gì là reset đâu. Tôi chuyển cấp 14, nó giảm có 20 à, thôi kệ cứ mua thôi. Giày này Aki, tốc độ di chuyển máu. Cái này giảm bao nhiêu ấy, giảm 45 à. Thế mình nuôi thêm một con Aki à các bạn. Áo choàng cấp 14 giảm giá là mua này. Cái cung giảm giá này. Thuộc kinh nghiệm này. Tôi muốn con Shama này của tôi mạnh hơn đúng không? Này tôi nâng cái điểm này của nó lên này. Đây, mỗi khi triệu hồi được 40% này là tôi đã mất sách này. Đấy nhá, xong tôi bây giờ tôi phải xóa cái nội tại stamina này đi vì nó lỏ. Tôi nghĩ là chắc là nội tại này thôi, cộng 125% với mỗi con giống ấy. Không phải nội tại này thì đánh đông mới mạnh. 70 spark stamina cho 1 intel. Nghĩa là 700 là cho có 10 intel, hơi ít. Thôi kệ cái nội tại đấy đi, nâng cái này nữa này. Xong rồi nâng con này của mình lên kiểu như không thể bị khống chế này. Nâng nội tại này nữa này, né tránh nó được búp. Đấy thì là hết đá luôn này. Ủa ơi, nâng tí hết mẹ đá luôn, ác quỷ chứ. Bên con người đang bảo là chúng nó gặp nguy hiểm rất là nhiều. Cái công nghệ của người lùn đang phát triển và chính ra từ đó chúng tôi bị mất việc. Bây giờ mấy tên người lùn quyết định đem cả những cái sáng kiến mới vào trong đấu trường. Anh có thể phá hủy chúng để cho thế giới thấy là chúng không tiên tiến như chúng đã tưởng tượng à.
À, đây là mấy con nổ bom à? Quá đơn giản. Đồ thì lấy cái, chắc là cái nhẫn này là giá trị nhất. Rồi. Ui. Một bổ 5.000. Con mẹ nhà nó chứ. Lại phải tiếp tục giải trí cho cộng sự của quý tộc à? À, đã bắt được một thủ lĩnh của băng cướp rất là tàn độc, cần một đánh một để thắng thắng trong này. Ôi trời, tưởng gì khó. Ui, mình đánh trước này, gõ này, có một cái nữa chết, 4.500 kinh nghiệm, quá tuyệt vời. Lấy tinh thể năng lượng thôi, lại có nhiều phát kiến kinh dị hơn nữa. Một đống máy cộng với cả đống robot à? Cái áo này bây giờ mình nâng lên được ấy, bất tử 8 giây, lên thành đồ tím là mắc cấp rồi. Xong rồi chỉ cần, nói chung là chỉ cần khoảng 3 con thôi. 3 con mạnh nhất của mình. À đồ quỷ thế. À, bất tử mạnh vãi. Lấy sắt để rèn đồ nhá. Thôi để thử dùng đắp mết. Up lên một nhà thôi, xong rồi refresh shop rồi nào. Không ra các bạn, nó là hết xui rồi. Đằng hơi lỏ. Cân nhắc tới việc là mình cần một con để dùng ngay, chắc phải mua. Mua thử đi. Tôi có đồ lửa này, đốt kẻ địch này. Tôi có một đồ là nguyền, thì kẻ địch bị nguyền nhận thêm sát thương này. Trong tôi có một đồ là băng cầu này, chưa AOE đóng băng kẻ địch này. Đấy là tôi có mấy đồ phép luôn. Dẫn tiếp nhánh nhiệm vụ giải trí cho cái thằng ở trên hội đồng tối cao. Cái tia lửa. Có pháp sư hút này có khiến kẻ địch bị cháy đúng không bạn? Có mà đúng không nhỉ? Vẫn còn một trận chiến cuối cùng nữa, đối thủ sẽ rất là mạnh. Thì lấy dây chuyền, lấy đá, tinh thể năng lượng, lại là nhiệm vụ giúp mấy thằng dân ở đây, mấy con người máy đây. Con kéo à? Rồi à, thực ra nó kéo ra sau cũng có sao đâu, có sao bọn đấy không có đam, nó kéo cũng vậy thôi à. Đáng rồi. Lấy thêm tinh thể mana rồi. Mẹ cuối tháng đánh sẽ tốn lắm các bạn ơi. Nãy bị đánh thua nên giờ mình lại phải đánh lại. Càng ngày càng khó mà. Giờ tranh này mới ác này. Này full dam. À đóng băng này. Đang tàng hình của ăn băng. Nó còn có phép đẩy ra không cho vào tiếp cận luôn mà. Không mà này nó không đủ đam. Rồi chết hết rồi. Up đều chứ không up số lượng. Đúng rồi, mình phải up đều mà các bạn. Nhưng mà tài nguyên cũng không đủ để đều ấy. Chỉ đều ở một mức độ nhất định thôi. Bộ ui. Mình giết mấy con này khó thật đấy. Bị đóng băng nhỉ. Cái cầu băng pháp sư bọc tối nó đánh hút băng, làm đóng băng khó chịu phết. Được cái chứ, trong đội hình này khá ổn à. Mở được đồ đấy. Làm cho tất cả kẻ địch ở xung quanh tầm 1.5 mất 2.5% máu tối đa mỗi 5 giây. Kiểu như là đốt máu phần trăm tối đa này chắc là cho tanh thôi. Có chuyện Agi chơi dễ hơn à. Đâu rồi, tôi sẽ thử mua cái nhà sói cấp 1 nhá. Xong rồi để đấy xem có kiếm được con sói nào ngon không. Carry chính của mình có mắc hai nội tại rồi, chắc là vẫn phải đổi cái nội tại này thôi nhỉ. Nội tại bậc 3 có cái mới này, tăng tầm lên 1 này. Mỗi khi gây sát thương có 25% tỷ lệ đánh ngã đối phương 1.5 giây á. Với mỗi 100 tiền mình có, tăng intel lên 1%, tức là tăng 120% intel miễn phí à. Ủa sao nghe ngon vậy nhỉ? Nghĩa là mình chỉ cần giữ
1.200 tiền là lúc nào nó cũng có 120% chỉ số trí tuệ là mạnh điên. Bây giờ bỏ này đi nhá. À, học nội tại cấp 3 thì xong, bây giờ đi bỏ. Học lên bậc 2 đây. 12.000 tiền á? À đâu đây là 4.100 tiền à? À nếu mà thế thì phải chơi nhiều con cầm cái dòng này cơ. Nhưng mà cũng khỏe khỏe khỏe. Nhưng mà phải giữ tiền à? Được rồi thế tức tiền ý. Công sự của tôi sắp rời đi và tôi muốn cho anh ấy chiêm ngưỡng lần cuối cùng. Chúng tôi bắt một con rồng làm cho anh ấy đủ thế ớn lạnh. Anh đã sẵn sàng chưa? Con rồng cấp 132. Con rồng này là đánh một phát gây 3.000 sát thương và đặt chảy máu. 130 sát thương trong 5 giây nghĩa là nó sẽ rơi vào tầm 1.200 đam nữa là 4.000 đam à. Dậm vào đất trúng tất cả kẻ địch. Gây 3.000 đam. 40.000 máu. Chặt đầu vai nổi. Chặt bao nhiêu ấy? Ghê nhỉ. Khó, rồng khó làm gì berserker của tôi được. Để thì ui, đập phát chết luôn con pháp sư ạ. Đã đánh bại con thú một cách tuyệt vời. Tôi không thể chờ được cộng sự của mình chia sẻ câu chuyện này cho những thành viên của hội đồng tối cao khác. Thì toàn đấy vẫn khó à. Ngày chúng tôi đang gặp rắc rối rất lớn. Những tên kia đang xây một cỗ máy rất 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 gọi là chết chóc. Chúng tôi thông cảm nếu mà ngài không muốn gửi đấu sĩ của ngài đi ạ. Một con golem hơi nước cấp 132 à. Con này có vẻ kinh hơn ý. 0,5 giây đánh 1.800 đam. Kéo kẻ địch á. Gây 1.500 sát thương. Bắn 4 quả tên lửa gây 1.200 sát thương. Xong diện rộng mà sao con này sợ thế nhở. Đây nếu mà đứng tất cả đứng một hàng thẳng này thì sao. Đánh đi thì biết. Kéo tanh vào kìa. Kéo tanh rồi, kéo con đam rồi. Đang được cọc bút máu. Lại kéo nốt vào rồi. Không, con này đam bé lắm. Mình hồi máu lên liên tục có chết được ai đâu bạn. Nó không tin là mình cũng có thể thành công đánh bại con quái vật máy móc ạ. Được một đồ là tăng 60% agi nhưng mà khởi đầu với 50% thể lực. Mấy cái đồ đấy rất ngon cho cái con sói nhá. Tí nữa mình cần một con sói. Quà từ bá tước này. Tăng 60% agi nhưng mất 10% máu mỗi 3 giây. Đá mài làm sắc bén vũ khí tầm gần khiến cho đấu sĩ tăng 45% sát thương với bất cứ chiêu thức tầm gần nào. Đá mài đó các bạn. Wow, đá mài nghe OP vãi. Con này đeo đá mài vào thì chắc một chiêu của nó tầm 10.000 đam quá các bạn. 45% sát thương tầm gần cơ mà. Hầm mỏ của quý tộc nó đang bị tấn công nên là cần đấu sĩ của mình đến để tham gia phòng ngự. À bị bọn gặm nhấm nó tấn công, toàn bọn chuột. Tầm khiêu khích vẫn khá là to mà không ạ. Mấy con kia chạy xa vãi. Ô kìa. Sao lại bỏ qua con này nhỉ? Hay con này có tàng hình. Cái gì ấy? Nó nổ à? Nó nổ chết hết quân mình nhỉ? Cái này tạm thời ngăn chặn được chúng. Cái này là 28 agi 4 intel. Cái này là 20 agi 400 stamina. Chọn hai tài nguyên không chọn vũ khí á. À tức là ý là bị chọn hai tài nguyên như này cũng được hả? À, hoặc lấy hai vũ khí cũng được hả? Tôi khá chắc là lấy vẫn phải lấy như này thôi. Là cân bằng nhất rồi. Xem nào, xem bây giờ đến đợt trợ giảm giá. Cái nhẫn 40 intel giảm 30% còn 5 lốp. Mua vậy. Cái nhẫn này giảm 40% này. Tôi lại mua cái nhẫn nữa à. Găng tay 30 sửa chiêng 800 máu. Ngon thế nhở. Cái găng này nó không giảm giá nhưng mà trông nó vẫn mở lem. Thôi mua vậy. Phòng thủ khu mỏ 2. Sinh vật ở đây không biết bỏ cuộc là gì cả. Chúng đã hủy diệt gọi là thiết bị của tôi đáng giá cả gia tài. Tôi sẽ cần anh đuổi chúng vào hang. Cần đánh 9 người lận. Go. Mấy con chuột này nó biết chạy cơ. Rồi nó thành chuột tim mình rồi. Có tầm này quái nó không thể đỡ được nữa rồi. Rồi xong. Chúng ta sẽ chọn tiền nhá. 11.000 tiền này gọi là tối đa cái nội tại kia rồi đấy. Lương tháng của mình là 434. Rồi đến khu mỏ sâu rồi. 8 trên 12. Gần 9 người.
càng ngày nó càng đòi hỏi đội hình chất lượng. Tiếp đội hình này hai con Shaman, thêm ba con được bốn con được rui để CC cơ. Sao tôi thấy nó cứ run run nào ấy mà. Cùng cấp thì mấy con được rui này là chiêu của nó là gì? Một chiêu là gây đam, một chiêu là hồi 2800 máu trong 5 giây, chói kẻ địch, cũng gây sát thương, né đòn. Go. Ui, một quả kéo CC của con. Ui, hai quả kéo đóng băng kìa. Ba quả kéo đóng băng kìa. Con này ngon vãi. Kéo bọn nó vào một chỗ xong đóng băng lại. Bạn đợi nó triệu hồi một ít ra nhá. 800 nhá. Đợi nó triệu hồi ra thêm này, nó mới mắc này. Vẫn là 800. Gọi thêm vào này, gọi thêm này. 963. Và như vậy một cái cọc lửa của nó bắn 3000 đam. Một trăm bảy mấy nghìn đam mà đánh về lâu dài một cái cọc cây 20.000. Bú 3.000 tiền. Một đống đồ. Lại được cái này à? Sao mình được lắm cái này thế? Một nhiệm vụ khẩn cấp đang cần đội lính đánh thuê của anh. Tối nay sẽ là vận chuyển một cái xe hàng quan trọng đến núi Hollow ở trong khu mỏ sâu. À, tôi nhận được thông tin là có mai phục kho hàng à, nên cần anh tới chỗ bọn cướp. Bọn cướp này cũng kinh chứ, 4x 48 40 full đồ. Đầu tiên nó chạy vào đây này. Đấy. Xong chạy xuống dưới này, đúng rồi. Đấy, target lần này thì đúng này. Nhưng mà có một lần tôi có để ý là nó target lạ. Cả anh, con đường đã được dọn dẹp. Give me a moment. Cái gì đấy? Tự nhiên lại thằng Slay lại bảo đợi tôi một chút là như nào? Well, mình tìm được mỏ sắt. Mỏ sắt trong khu mỏ là chuyện bình thường mà. Thật kỳ lạ là như nào nào? Giờ tôi có thể cường hóa cái đồ này lên thành 60% đam tầm gần được cường hóa. Ác quỷ luôn. Mình có 8 quận sách phép. Mình nâng cái này lên 120% sức mạnh. Hai tộc đó vận chuyển đồ mờ ám không cho mình biết á. Tức là cái khu mỏ đấy có nhiều thứ hơn à. Đây, phòng thủ khu mỏ 3. Chúng đã chiếm khu mỏ của tôi, hiểu không? Và hiến tế tất cả công nhân cho thần của chúng. Anh phải giết tất cả bọn cạm nhân đấy đi ạ. Cái rìu là 40 strength. Wow. Ngồi luôn. Cái cung này là 24-24. Phiên bản nâng cấp của cái cung cũ à. 200 strength rồi. Ngon. Cảm giác nó chỉ 200 strength mà nó đã chém như thế rồi. Mà build thêm strength còn để chém thì ghê đến mức nào chứ. Rồi có hai dòng à, xem nào. Được một agi với mỗi hai tốc độ di chuyển. Giảm 20% agi nhưng mỗi trận chiến tham gia thắng thì sẽ được 5%, tối đa là 25% à. Không tệ à. Nó cắn nhanh á. Nó cắn nhanh. Thôi để mua nhá. Bán luôn con này đi nhá. Cho đỡ tốn quỹ lương, mình chỉ cần chạy 10 con thôi. Con sói này thì sẽ là cầm cái giày này là tăng 6 tốc di chuyển, 15 agi này. 5 agi, 5 tốc di chuyển nữa này. Cái cung này là 15-15 này, 600 dam này. 60% agi nhưng khởi đầu với ít stamina hơn. 135 agi. Học cái nội tại mỗi 100 tiền này nhá. Cho nó đánh thử một lần khu mỏ cái biết ngay này. 10 à, đánh 10 cơ à? Đây. May quá tao vừa mua xong, thế là đủ team. Broview sói chan. Còn mẹ mày. Ui. Siêu sát thủ. Chạy nhanh vãi rồi. Nó chạy mà mấy con kia không đuổi được để đánh nó luôn ấy. Nó không cần áo cho tàng hình đâu. 11k. Mà đây là chưa nuôi mắc. Được. Tôi tin rằng mình có thể thêm một điều vào trong danh sách thành tựu của mình. Đó là diệt chủng một loài luôn ạ. Đây, bây giờ tôi nâng nhà sói lên nhá. Nâng nhà phù thủy bóng đêm lên nhá. Đấy, thế là quân mình ok rồi đấy.
bảo vệ kho hàng lần 2 này. Lại có một vụ tấn công tối qua. Đây là kho hàng từ mỏ cho đến thị trấn sắt. Cho mình hỏi lại sao nó lại hỏi lại chuyển hàng vào buổi tối. Anh là quản lý của tôi à, hiểu không? Nó buôn lậu à, nó buôn lậu à? Thôi được rồi, không sao cả, mình lính đánh thuê thôi mà. Tiền trao thì cháo múc thôi. Con sói nó sẽ chạy thẳng đằng sau. Ấy à, sói bị bắt. Ấy à, bị trói. Đó. Một cắn. Ui. Xích chó, chó chó à, bị xích, đang chạy à, bị xích. Đây là mình đã bảo là có thằng Slen, thằng người bên mình vào xem thử nó vận chuyển cái gì từ khu mỏ. Chắc là sắt, có vẻ đang có một âm mưu gì đấy, gửi người đi điều tra. Cái thứ này đã bị giấu ở dưới bụi rơm mà các đấu sĩ của chúng ta suýt không tìm được. Nhưng mà nó không phải là rơm thôi đúng không? Đấu sĩ của mình đã đào bới xuống dưới và thấy cái một đống tinh thể mana lắc lư ở dưới đấy ạ. Hàng trăm tinh thể luôn, đáng giá cả gia tài á. À, đấy là khu mỏ đào tinh thể mana. Nhưng mà tại sao lại giấu? Đấy là tài nguyên quý giá nhất thế giới. À, nhưng mà mình đã thấy công nhân khu mỏ vận chuyển sắt ở trong giải đấu. Thằng này cũng thấy thế. Ở giữa giải đấu cũng thấy công nhân vận chuyển sắt. Như vậy chắc là để cho tất cả mọi người đều thấy là có vận chuyển sắt từ khu mỏ. Exactly. Nhưng mà giấu, thật ra đấy là mỏ đá tinh thể năng lượng ạ. Thế là xong rồi bú tiền. Mình đã giúp đỡ bá tước nên là cho mình một vài người, vài đấu sĩ tham gia vào hội của mình. Xem có gì nào, mẹ đấu sĩ của bá tước toàn mẹ con ba dòng vàng, kinh vãi nồi. Ba dòng cấp 3. Có một con kéo này, kéo kẻ địch gây 200 sát thương, làm ngã chúng. Búp kinh nghiệm cho đồng đội 18%, sau 6 tháng thì sẽ tăng 45% chỉ số, được 50% chỉ số với mỗi ô đồ trống. Con này ngon thế. Đấy, kéo chan đi vậy. 10 đánh 10 à? Trời ơi, có một trận để thử sức cho kéo chan luôn xem có ngon hay không. Một móc đi. Thật ra kéo khá là lâu mới kéo được các bạn ạ. Cho nên thật ra cái kéo này chỉ để là giết ngay lập tức một con thôi. Thật ra con kéo này ngon mà, búp 18% kinh nghiệm cho cả đội là đã ngon rồi. Xong rồi kéo để giết ngay lập tức một quân thôi. Chứ còn cooldown cũng khá là lâu, 5 giây mới được dùng tiếp mà. Một giòn gián điệp đã ăn trộm một cái thông tin cực kỳ tuyệt mật. Anh cần phải săn chúng và tiêu diệt chúng trước khi kịp lan truyền cái thông tin đấy ra. Nghe này tôi biết cô đang vận chuyển cái gì. Có chuyện gì vậy? Anh nói về cái gì vậy? Vận chuyển sắt từ núi Hollow tới khu mỏ và tinh thể năng lượng từ khu mỏ đến thị trấn sắt. Hóa ra là mấy tên gián điệp không phải là những kẻ duy nhất chó mũi vào chuyện mà chúng không nên biết à? Ít nhất tôi muốn biết là đấu sĩ của tôi chém giết vì điều gì. Nếu anh đã biết, tuy nhiên nghe này, cái thông tin này nếu lộ ra thì anh sẽ bắt đầu à? Dưới cái khu mỏ đấy là một quặng mana khổng lồ để gọi là che giấu chuyện này đấy. Cho nên bọn tôi đã phải mang sắt từ núi Hollow, xong rồi giả vờ là mang sắt đến ra khỏi khu mỏ à, trước mặt nhiều nhân chứng. Nhưng mà tại sao lại phải như vậy? Nó rất là phức tạp. Anh hãy giúp tôi trước xong rồi tôi mới giải thích. Nghe nó kiểu ấy thế nhở? Để con sói được chạy nhanh vãi luôn. Con sói này gần như là không có nào thoát được khỏi cái truy đuổi của nó đâu. Chỉ là nó có đam hay không thôi. Cảm ơn anh. Công hiến của anh sẽ không bao giờ bị quên lãng ạ. Tôi không biết là anh nắm rõ tình hình chính trị của chúng tôi đến đâu, nhưng mà có những cái mâu thuẫn trong hội đồng của Tyrell đã sinh ra thường xuyên và lại còn bạo lực. Căng thẳng càng ngày càng dâng lên, chiến tranh có thể nổ ra. Hầu hết những người trong hội đồng tối cao đang cố gắng bỏ qua chuyện này. Khi mà chiến tranh nổ ra, phe của chúng tôi chắc chắn sẽ thua. Thì chuyện đấy liên quan gì đến khai thác mỏ lén lút? Hội đồng có 12 đại diện và cái quyền lực thì được chia đều cho 12 người đóng thuế nhiều nhất vương quốc. Tôi cần vị trí đó để có mối quan hệ tác động đến Tyrell, để gọi là dập đi đám lửa được khơi mào bởi mấy tên ngốc ở trên hội đồng. Nên là giấu đi cái thuế từ đống mana đá tinh thể là giúp cái này à? Anh có biết chuyện gì
gây ra gọi là khu màn xương Crimson và nhiều xác sống trỗi dậy không? Là do Necromancer á, và máy móc của người lùn. Dùng công nghệ của người lùn, chúng tôi đang đào đá tinh thể khỏi khu quặng này. À, và dùng cả phép thuật của Necromancer để tìm khoáng mạch à. Anh có biết tại sao khu vực của chúng ta lại được gọi là Deadwood không? Nhiều năm trước, tổ tiên của chúng ta cũng đào được một loại quặng tương tự, được giám sát bởi một phép thuật tiên tiến. Sau đấy thì khi người lùn động phải khoáng mạch này đấy, thế là nó tạo ra cái vùng vùng chết chóc Crimson. Một cơn bão Crimson nó sẽ xuất hiện trong cả tuần, mang đến chết chóc, hồi sinh cả biển xác sống, quét sạch cả khu vực luôn. Không giống như bây giờ là việc đào bới nó phải giữ bí mật, làm cho mọi người không biết điều gì sắp xảy ra, hiểu không? Nói chung là cái khu vực này không có ai sinh sống trong nhiều thế kỷ, cho đến khi là có vương quốc lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà con này có khả năng sẽ sinh ra cái đám xương Crimson nếu mà tiếp tục đào mà. Đám xương đấy chỉ là một cái giá nhỏ. Chúng tôi có thể xử lý được một ít xác sống, biết là mọi người không biết là chúng tôi là đứa gây ra cái đám xác sống đấy à. Nhưng mà nếu đào vào khoáng mạch thôi là cả khu vực này chết luôn. Mình đã bảo là bà này chỉ muốn là tăng lợi nhuận lên, đóng thêm thuế và cuối cùng là chiếm được cái vị trí chiếc ghế đấy. Đấy là kế hoạch. Nó sẽ cần mình giúp. Được rồi, ok. Một đánh nhiều. Ui dồi ôi, toàn bọn cấp 1. Một bộ. Ui, nhiều phết đấy chứ. 750 kinh nghiệm một con. Thua à? Ăn cướp rồi, ăn cướp rồi. Chết rồi. Má, thua kìa. Nó xì xì cho đứng im. À, đây bắt đầu vào cốt truyện này, có một thứ gì đó rất kỳ lạ ở khu mỏ nhá. Và tôi biết, tôi ước là mình sẽ hiểu điều đấy. Tôi cần anh đối đầu với những con quái vật kia và giúp tôi bắt những cái con đã bị thương. Đánh nhá. Các bạn hiểu là nếu mà đấy là con tanh ấy thì nó sẽ tự phản đòn và bọn kia sẽ chết hết luôn. Vãi nồi, con kéo này đáng giá bảng lương 180 mấy. Uầy, sao con kéo này đắt thế nhở? Lương của nó là 185, gấp 5-6 lần lương của tất cả các con khác luôn. Nhà thờ chết chóc. Bọn đấy chỉ tuyển được event, không bán trong shop nên là đắt á. Ghê nhở. Mẹ, mấy con kia nó cắn chết nó ấy rồi. Cắn chết con chiến binh của mình luôn rồi. Sói gánh à. Mà cắn chết ba con luôn mà. May là lần này mình đã tích trữ khá là nhiều tinh thể mana rồi. Con này 20.000 máu ở đây. Và đấy còn chưa nâng nội tại của nó lên nhá. Kiểu như cái này nâng lên thành 60 này. 80%, 25.000 máu này. Tức là một con tanh nó có thể lên đến 28.000. Con sói này Funagi. Sói này cũng mạnh đấy chứ. 300 Agi rồi đấy các bạn. Một cắn càng K8. Mà cắn 0,53 nghĩa là một giây cắn 3.600 sát thương ấy. Đây. Một chém. Con kéo kéo được có một cái chết, tự chết luôn. Bắt đầu đánh giá con kéo lở một đấy. Thua rồi, giao tranh này thua rồi. Nhiều Pyromancer nó thổi hai cái chết cả đội hình luôn mà. Cuối cùng còn mỗi con sói với cả con tanh mẹ chết hết luôn. Dã man, tôi thấy con kéo này cũng lởm các bạn. Kiểu bạn cần gì kéo khi mà bạn có thể bạn tự chạy ra đánh nó cũng chết ý. Tôi có chơi con sói đâu, cái kéo phế chứ con sói mạnh mà. Pyromancer bắn hai cái chết hết cả hàng sau kìa. Wow, pháp sư lửa ghê thế nhở. Mẹ siêu tanker chan phải một mình cân cả tất cả. Tớ bảo ta là siêu tanker chan rồi mà. Chúng ta có thể chết hết nhưng ta sẽ không thua, bởi vì ta là
siêu tanh. Khọt vẹ chứ mày. Đòn đánh thường, đóng băng kẻ địch không cho nó di chuyển à? Cái này cũng được này. Để sói này học cái này lên nhá. 80% Agi, 170 mấy nhá. Xong nâng cái điểm Agi theo tốc độ di chuyển lên 109 mấy nhá. Xong rồi nâng hết cuộn sách rồi. À, đồ 22 Agi, 500 Stamina và 6 tốc độ di chuyển. Đây là đồ cho sói à? Mua này. Mũ này tăng 3200 máu cơ à? Còn tanh của mình bây giờ cầm cái mũ này vào. Ui, nó phải gọi là 31.000 máu. Dã man. Pháp sư lửa thì bạn thích pháp sư lửa thì ok luôn. Nhà pháp sư lửa đây. Đồ giảm giá này. Intel 35, Stamina 175 mua này. Intel 40. Áo cấp 26 giảm giá 4.000 máu. Còn mẹ. Kiểu bây giờ mình giàu đến mức mình mua đồ không phải nhìn giá đâu mày. Cái trưởng giảm 40% này. Đây cái kiếm này là 26 Agi, 14 Strength, 300 Star. Nói chung là khá chắc là nó sẽ ngon hơn rất nhiều đồ ấy. Trưởng giảm 50% à? 60% này. Vật thí nghiệm đó cho kết quả rất khả quan nên là chúng tôi cần thêm. Ok. Xong start luôn. Con sói nó chạy ra một cái, một phát đứng đằng sau cắn được, một cắn này, hai cắn này, ba cắn này. Cắn hết. Sói này đánh đoàn đội rất mạnh. Đấy, đam to nhất team luôn, tại vì bản thân nó là đứa được đánh nhất nhiều nhất mà. À, rồi lấy tinh thể đi. Giảm ra thì mua. Đã vẫn cần bắt thêm một vài vật thí nghiệm nữa à. Ui, mẹ hất một phát ngã hết kìa. Tôi không biết các bạn bảo bóp thế nào. Tôi chỉ biết là mẹ hất một phát cả team đối phương. Mà đã bị hất như thế rồi là lãi vãi cả trường. Từ lĩnh sư cấp cao tặng mình quà này. 56 Strength, 36 Strength, 1600 máu hay là 25 Agi, 2.000 máu và 4 tốc độ di chuyển. Thôi rồi, lấy cái giày đi. Bạn thích lấy giày, tôi lấy giày. Xong tôi mua cả cung cho nó luôn đấy. Đi chưa, chiều hết mức chưa ạ? Nhiệm vụ phá hủy công nghệ của triệu hồi sắc sống. Cần canh đột nhập vào nhà chờ chết chóc, giết những tên lính canh đầu thép và sau đấy phá hoại một loại công nghệ từ những tên tử linh sư cấp cao. Hỏi tại sao? Chúng là đang tạo ra loại xác sống mới mang tên Steelhead và mấy con boss này này. Là tập hợp lại của nhiều loại xác sống với nhau. Thậm chí là có cả người sống luôn à. Cấp 100 mấy gây 3.000 đam một đòn nhá. Xong rồi kéo kẻ địch về phía nó à. Làm chúng chảy máu này. Xoay một phát gây sát thương xung quanh à. Ui nó kéo à. Đấy xem thằng nào đam to hơn biết liền biết nhau ngay. Và giao tranh này biết ai mới là carry thực thụ ngay. Nhiệm vụ trình tuyến này được nhiều kinh nghiệm lắm. Con sói à? Có phải con sói còn mạnh hơn con này à? À đây là khu cây cổ đại. Không mà con sói mạnh, tôi nghĩ là sói mạnh. Mẹ nó đã giết hết thằng sau của mình rồi. Dã man. Mẹ sói nó bị thả diều rồi. Thua. Ai, cuối cùng chúng ta vẫn thua. Con Pyromancer mạnh ấy. Khó mà thua được. Chính là anh ấy. Ông vua tanh. Sói lại 700 Agi rồi. Phải cả nồi. Thế nó chả mạnh. Nói chung là trò này nó có trò stack. Stack chỉ số ấy. Tức là 3 nội tại cộng dồn Agi nhá. Thành ra đến cái lúc mà nó kiểu stack vào ấy. Trỏ chuột vào đây là thấy không? Cái điểm này cộng 235 Agi, 93 Agi cái tích tiền này kinh đấy nhở. Mấy cái đồ khác cộng hai mấy. Cái đồ này cộng 200 này. Đúng rồi, nó stack Agi vào cộng kinh vãi nổi. Đánh luôn. Chỉnh target có thắng không? Cái khả năng sinh tồn của con sói cũng khá là cao, còn né.
Mạnh phết nhở, quái này mạnh phết nhở. Ghê thật, không có Necromancer là thua rồi đấy. Nó hồi sinh lại cả đội quân. Được một cái năng băng nữa, phế thế. Ô con này ngon này. Con này có dòng Ethel theo tiền là ngon này. Có dòng gây đam khả năng chí mạng này. Giết được đam này, con này ngon. Đây rồi. Mua liền. Đây để tôi chuyển đồ của con này. Mà cấp 20 lại còn mở full slot đồ nữa chứ. Cầm được 6 ô đồ là bây giờ từng ngày đồ nó còn chưa thỏa mãn nó vẫn cầm được một đồ phép nữa. Bán luôn con này đi nhá. Bệnh viện. Reset lại chỉ số. Đây để xây cái nhà reset. Reset chỉ số mới có 200 đồng luôn á. Sao máu có 20 này. Máu phải tầm 2000. Chiêu con này cooldown có 1 giây ạ. Sao chỉ số của con này lại có liên quan đến sật chiang hả các bạn? Stamina nữa à? Ít cũng phải tầm 1000. 420 thì sẽ phải tầm 3 chiêu nhỉ. Tăng 1 điểm sật chiang này thì tầm cũng tăng cũng khá khá đấy, tăng tầm lên 2 này. Này tôi nghĩ là ok ở đây. Chợ có đồ gì mới không? Đồ này như là đồ mới này. Đây là cuộc đi săn lớn nhất. Con quái vật rừng khổng lồ Behemoth đã xuất hiện ở gần cây cổ đại. Vinyl đánh thường của nó là 6k nhá, 6200 nhá. Kéo cái địch cây 1000 đam, phụt ra 15 cái gai, gây 300 gam một cái. Đánh đam vào nó phản lại 25% tấn công tầm gần nhá. 100.000 máu. Một phát chết luôn một con. Con sói vào phát cắn, bị cắn chết luôn à. Ui. Dã man. Chỉ còn hai con búp với tanh cơ chan là có thể sống được. Tanh ơi, búp cho tanh cơ chan đi. Ui, tanh cơ chan. Tanh cơ chan còn sống không đấy? Vẫn sống. Chết rồi. Lửa, cọc lửa. Thắng rồi. Ủa vãi nồi. Đấu sĩ của anh làm cho những thợ săn của Darkwood sẽ xấu hổ luôn ạ. Chúng tôi đã tìm được một căn phòng với một trong những thiết bị ấy. Phá hủy nó trước khi những cái lũ đầu thép tới. Có 20 giây để phá hủy à. Con sói bao giờ cũng được đánh trước một hit. Đánh ngắn thì Saman đa bé lắm. Mấy con Untested Abomination này vẫn được sản xuất tiếp. Cần phải tiêu diệt bọn chúng cho đến khi chúng ta tìm được cái phòng chứa cái thiết bị khác. Con này ghê đấy chứ. 50.000 máu ấy. Nguyền kẻ địch trong tầm 2.5, giảm chỉ số xuống, gây 5.000 đam. What the fuck? Khỏe vậy? À quên, thật ra thì bây giờ như này. Nếu mà các bạn đã cảm thấy con này carry quá kinh thì bỏ cái 24 Agi này đi, quan trọng gì đâu. Đấy, cho nó cầm cái đồ cấp cao nhất, 60% sát thương tầm gần này. Bị kéo, ăn kéo. Sao con này mất máu nhỉ? Sẽ cho mình biết khi tìm được cái thiết bị. Còn mỗi cái ô cuối cùng là mở hết map rồi đấy. Lương mình có 500 mấy, được rẻ với rồi. Đâm lây của phù thủy. Có 300 đá tinh thể mana để hồi sinh ấy. Nội tại 4 có gì mạnh? Gây sát thương vào kẻ địch hồi 500 máu. Cooldown 2 giây. Mỗi 180 máu cho một sự chiang á. 18.000 máu sẽ cho 100 sợt trang. Nghĩa là một phát búp 200 sợt trang luôn à. 200% sợt trang nếu không có ai ở trung tầm 5. Ghê vậy. À khi bị giết vẫn bất tử. Được cộng 100% chặn hết sát thương trong 4 giây à. Được 30% với mỗi kẻ địch đã giết. Ghê vậy. 25% sợt trang với mỗi đồ epic. Nghĩa là nếu mà nó 5 đồ epic nó sẽ là 250% sợt trang nữa. Ở cấp cuối cả. Ghê vậy sao. Đổi thời tiết về mưa. Kẻ gọi mưa xong bị choáng, đổi tiết về gió. Ui, nghĩa là ở cuối bạn còn đổi được cả thời tiết à. Bởi vì cái thời tiết là Crimson Mist này thì nó lại búp cho những cái đồ này. Những cái đồ này là cấp đôi ở trong Crimson Mist này. Cấp đôi ở trong Crimson Mist này, thời tiết này. Nghĩa là nếu mà có đổi thời tiết thì sẽ rất là mạnh. 180 máu cho một sợi chiang nhá, học này.
ảo nó sẽ cầm một đống sật treng là cái tầm khiêu khích của nó to vãi nồi. Thế thì xong bây giờ con này lại quay dựa lại bui về đường sật treng à? Cái điểm này nữa à? Tiền lên sật treng nữa à? Để xem con này vào giao tranh có bao nhiêu sật treng biết ngay. 243 sật treng. Ở đâu đây là con chip của nó mà. 400 sật treng. 400 sật treng là cái chiêu khiêu khích của nó. Sẽ khiêu khích tầm 4 các bạn. Để khiêu khích thử ra. Ôi. Khiêu khích to vãi nồi. To cả nửa cái bản đồ các bạn. Trời ơi, dã man. Nhưng mà công nhận là yếu tố chiến thuật của trò này các bạn nó nghĩ ra 1 tỷ đội hình luôn ấy. Mẹ đủ các loại đội hình counter nhau được mà. Bởi vì thật ra con pháp sư này nó bắn lửa xong rồi ấy. Lửa nó phải đốt nó mới đau cơ. Đây các bạn xem chỉ số này. Pháp sư này phèn phèn này cũng được 100 mấy k là cũng ngon rồi. Cây 50% sát thương. Nhưng mà cũng nhận thêm 50% sát thương. Uầy. Cái đồ này ác quỷ luôn. Đây cậu ơi, cậu vứt cái chân cùi đi, cậu đeo tới cái này. Cậu là bố của cái game này luôn. Ta phải có nhiều con phép nên là mình sẽ mua nhiều đồ phép à. Rồi passive cuối là nếu bị chết thì hồi sinh lại cộng 100 intel và chặn sát thương thôi. Cái này kiểu giáp thiên thần lại còn chặn đam nữa, OP quá. Cái này chỉ cần 1 điểm thôi. Con sói học thêm một nội tại, cũng học nội tại đấy à. Agility chính là đam, nói chung là tôi vẫn tế giáp hồi sinh ngon hơn. Hết rồi, giờ chỉ còn cường hóa đồ thôi. Đấy, anh này sẽ được cường hóa cái dây này lên thì vô địch. 70% sát thương. Chúng ta tìm được một căn phòng khác với thiết bị ở trong. Cần phải phó hủy trước khi bọn lính gác lại tới à? Ok. Mời các bạn vào núp. Phát này ai là người sát thương nhiều nhất? Sói. Mũ này thật đó bạn. Thiếu đồ phải lấy tạm, đeo tạm. Con này thiếu gì nhỉ? 26, 26, 30, 30. Cái 27 đúng không? Giao cho mình một cái nhiệm vụ rất quan trọng liên quan đến sự sống còn của vương quốc. Đó là phải đi giết một vài người lùn. Tôi sẽ mời một đám người lùn gặp nhau ở tòa tháp năng lượng ạ. Và đấu sĩ của mình sẽ phải kết liễu chúng ạ. Nó đào khai thác không đủ nhanh cho nên là cái tiền thuế của nó không đủ để gọi là chắc chắn giữ được cái ghế. Để thành công nó cần lấy được công nghệ của người lùn cơ. Nhưng mà điều gì khiến nó không lấy được thì nó bảo là anh có nhớ cái cổ vật ở ngôi đền lần trước anh lấy cho tôi không? Nó là một cái mảnh năng lượng cực lớn cần cho công nghệ đào. Nó lưa lắp vào một cái máy và nó lại cần phiếu tối đa thì mới được dùng cái máy đấy, đưa cái máy đấy của hội người lùn ấy sao ấy. Thì đã có bao nhiêu phiếu? Không đủ. Nhưng mà nếu mà mất đi 3 thành viên thì nó sẽ có đủ phiếu ạ. Con này yếu xỉu à. Ơ nó không yếu lắm. Ủi mẹ. Ghê đấy, nó cũng mạnh đấy. Mẹ, đám người lùn mới lại tới. Anh biết anh phải làm cái gì rồi đấy à. Tìm đồ cuối rồi mấy con chuẩn bị lên 20 à. Ừ, từ từ tìm á. Một phải, một trường lửa. Kinh vãi nồi. Hai trường lửa. Pháp sư lửa mà giao tranh này không phải đam to nhất thì mới là lạ. Đặc biệt level 24. Đây, nói chung là đoạn này bạn có thể mua hết luôn ấy. Thế về còn con Necro thì tao tồn cho một con đam còn hơn. Điên à, Necro bạn không hiểu vấn đề rồi. Khi mà có một con của đồng minh chết thì con Necro đấy nó sẽ hồi sinh lại, các bạn hiểu không? Quá nồi, các bạn phải hiểu cái giá trị của việc hồi sinh lại con đã chết. Là con đã chết đấy cầm nguyên đồ luôn. Nó còn mạnh hơn rất nhiều so với triệu hồi một con mới mà, đúng không? Mấy con này đắt đấy. Cũng không ngon lắm mà mua đắt ác luôn đấy chứ. Đấy, thay máu đội hình. Thành viên cuối cùng của hội đồng đã đến tòa tháp năng lượng và mang theo một cỗ máy quái vật luôn ấy.
Có vẻ như hắn ta biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Cấp 324, vãi cả đái. 100.000 máu, bắn 10 tia đạn, mỗi tia đạn 1.000 đam. Cái gì? Nếu bị đánh bởi đòn tấn công tầm gần, đánh ngược lại gây 26.000 sát thương, làm ngã 5 giây, what the fuck? À, cắn chết luôn, mất hồi sinh luôn. Không à, bất tử, sau này bất tử 4 giây thôi. Khó, nói chung là con quái mạnh nhưng mà mẹ nhìn đi, nhìn số intelligence đi. 1.700 intel. Đánh thế nào được, bố của quái cũng không thể đánh được. Ôi, khoan đã, tôi gáy hơi sớm. Chết cả đội hình luôn mà. Anh tanker vẫn là vua. Vua tank. Khoan đã. Tôi xong rồi. Đéo ổn thôi. Đợi tí, bình tĩnh, chúng tôi sẽ tìm cách khác. Giải đấu tháp năng lượng này. Đánh tháp đã. Ôi chết rồi. Đánh 12 quân cơ à? Giờ chúng ta phải đánh thiệt 2 người cơ à? Nói chung là mình mạnh lắm. Tôi nghĩ là kể cả ấy vẫn đáng được, thắng được. Áp đảo luôn. Thôi một người vẫn áp đảo được mà. Chết hơi nhiều thôi. Nhưng mà tôi đã chuẩn bị tận 400 tinh thể năng lượng. Hai con gọi là Warlock level 120. Vào phát 3 giây gọi quái luôn, gọi quái to luôn mà. Không thể cản bọn này gọi quái to rồi. Đóng băng này hay quá. Cản chết luôn, chết luôn. Hai băng. Win, không mất, không thua nào. 37.000 máu, đeo thêm cái này 4.000, 46.000 máu. Kính chào ngài. Mình mạnh ở chỗ là đội hình mình đủ hết tất cả mọi thứ nhá. Gom vào một cái đóng băng. Đấy. Đấy, pháp sư lửa kìa. Nhồn. 12 đánh 12 à, 162.800 đam đồ nó cùi bắp. Ô. Một cắn chết thành triệu hồi sư. Con sói được cái cảm giác là ám sát ghê là cắn hết nhỉ, chắc là giao tranh này còn sói. Pháp sư lửa 200.000, kinh vãi rồi. Ủa lần hai con healer lúc nào cũng bị ngập đến trước mà các bạn. Lơ phải cầm đồ mana. Cầm đồ AP có được cầm cái gì đâu, hở tí là chết à. Sao tranh này có vẻ không chết ai à, đâu chết một con. Đây các bạn nhìn thấy con pháp sư lửa nó chết mà nó vẫn 300.000 đam không? Biết tại sao không? Đấy, tại vì nó được hồi sinh đấy. Thắng hết tất cả các đấu trường luôn. Vãi cái đồ cùi đấy, triệu hồi một con sâu đất ạ. Tức là con này là tanh phụ, tanh trước. Con sói nó sẽ cầm bất tử vào nó cắn. Bọn kia đứng đam. Bọn này nó sẽ hồi máu này. Thì con này lúc đầu được bất tử mà. Đấy, chết luôn rồi, 2 hit đã chết con tanh chính rồi. Con sói này bị choáng lâu vãi cả nồi ạ. Bất tử vẫn còn đây nhưng mà bị choáng. Phản ra một cái chết luôn này. Đang có hội sinh bất tử lại chạy ngược vào cắn này. Sao lần này cảm giác còn không ổn hơn lần trước, lại bị choáng này. Nói chung là bắt buộc phải là carry tay dài thôi các bạn. Carry tay ngắn lỏ ác. Không là ăn được rồi. Cọc vẫn còn sống, ăn được rồi. Quên. Quả là một phép màu. Nhớ những lời của tôi không? Những thứ anh làm đã thay đổi lịch sử. Sau khi là vô địch xong hết nhiệm vụ chính tuyến và đã vô địch giải đấu rồi thì sao? Sẽ là sự trung thành của bạn với Deadwood, thật ra là với Ba Tước, để xem bạn đã ảnh hưởng tới kế hoạch của cô ta với vùng này như thế nào. Những thành viên còn lại của Hiệp hội Người Lùn đã cho phép Ba Tước sử dụng cái công nghệ tiên tiến nhất, sử dụng cái đường sông ấy để che đậy. Thế là cô ta đã bí mật lấy được lượng lớn đã tích thể năng lượng, làm vương quốc giàu mạnh hơn. Thế là bà ta lấy được một cái ghế trong hội đồng nhờ cái sự lừa dối của Ba Tước. Mà bây giờ vùng Deadwood này đổi tên thành gọi là Vịnh Năng Lượng, là có quyền lực. Thế là Ba Tước đã giữ hòa bình với vương quốc Tyrell. Tuy nhiên những cái hiệp nghị này ảnh hưởng tới kinh tế của vương quốc, làm cho người dân bị nghèo khổ hơn. Khai khoáng nhiều quá thì làm cho cái màn xương Crimson nó mở ra ở vùng này, làm cho khu vực nó trở nên nguy hiểm với nhiều sắc sống. Kể cả như thế thì sức ảnh hưởng của Ba Tước
ở hội đồng vẫn làm cho cô ta vận hành cái khu mỏ tối đa công suất luôn. Thì người dân ở vùng này bây giờ rất khó sống, rất khổ cực vì ở đây toàn là xác sống. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì chiến tranh đã được ngăn chặn, cho nên là cứu được hàng ngàn mạng người cũng như là đảm bảo vương quốc an toàn. Lâu dài thì hòa bình được duy trì, cho nên là kinh tế lại tăng trưởng trở lại. Thế tương lai lại sáng lạn. Trong khoảng thời gian này, đấu trường là một cái nơi thu hút rất nhiều sự chú ý, nên là kinh tế cũng được tăng cao, lợi nhuận được tăng theo. Tổng số là mình có 11 đấu sĩ kiếm được 100.000 tiền, giết 1.400 kẻ địch. Đấu sĩ chết 400 lần, tiêu 76.000. Ok, khá đảo rồi.